Chào các bạn, hôm nay Kiều sẽ giới thiệu các bạn những việc làm thêm tại nhà thu nhập cao. Bạn nào muốn biết nơi tuyển dụng thì đón xem video tiếp theo nhé. Khi đại dịch Covid xuất hiện thì hình thức làm việc online, làm việc từ xa cũng càng trở nên phổ biến. Kiều gợi ý đến các bạn những công việc giúp các bạn tăng thêm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm hiệu quả. Trước tiên, Kiều giới thiệu việc làm tại nhà thủ công là những sản phẩm gia công. Việc làm này phù hợp cho các chị em đang chăm con nhỏ, muốn tìm kiếm thêm thu nhập và chủ động thời gian, không bị gò bó 8 tiếng tại công sở. Một số công việc thủ công phổ biến hiện nay mà Kiều nhận thấy lương thật vì thật là mai gia công, tách vỏ hạt điều, lột vỏ hành tím. Tuy là thù lao không cao, lương được tính theo số lượng sản phẩm, nhưng nó sẽ giúp chị em cảm thấy thoải mái, đỡ bị stress khi chỉ quanh quẩn ở nhà. Các bạn lưu ý, nhớ đến tận nơi tìm hiểu kỹ trước khi nhận việc. Mời các bạn đón xem thông tin tuyển dụng những việc này ở video sau nhé. Công việc thứ hai mà Kiều muốn chia sẻ là công việc viết content, hay còn gọi là viết lách. Marketing trực tuyến lên ngôi kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự phát triển mạnh mẽ. Nếu bạn có khả năng viết lách, tư duy sáng tạo mới mẻ thì việc tìm kiếm công việc ở lĩnh vực này là không khó. Bạn có thể tìm kiếm công việc này ở các group trên Facebook như cùng làm content tại nhà, tuyển dụng content marketing, tâm sự con sen v.v. Nhu cầu tuyển dụng content rất nhiều, nhưng bên cạnh đó công việc này cũng chứa đựng nhiều rủi ro khi nhà tuyển dụng bùng tiền nhuận bút, không thanh toán lương. Vì vậy, trước khi bắt tay hợp tác, bạn nên yêu cầu bên A đặt cọc trước cho bạn một khoản tiền. Và bởi vì tính chất làm việc từ xa, làm việc online, nên bạn cũng cần đầu tư vào chất lượng bài viết của mình. Công việc thứ ba là làm việc online tại nhà uy tín với MMO. Kiếm tiền bằng MMO là công việc của thời kỳ kỷ nguyên 4.0. Việc làm này cực kỳ phù hợp cho các bạn yêu thích công nghệ. Phần 1 trong kiếm tiền MMO là kiếm tiền bằng website. Nếu là chủ sở hữu website thì nó chính là phương tiện tốt để bạn kiếm tiền. Đầu tiên, bạn hãy tập trung đầu tư thời gian để viết những nội dung chuyên sâu mà mình am hiểu nhất. Tiếp đến, sử dụng các kỹ thuật SEO để đẩy từ khóa của bài viết lên top. Sau khi website có lượng người truy cập nhiều, ổn định, thì bạn bán bài viết PE sản phẩm hay bán quảng cáo Google AdSense, bán hàng Affiliate Marketing để kiếm tiền. Phần 2 trong MMO đó là kiếm tiền bằng YouTube. Nếu bạn biết các kỹ thuật quay, cắt ghép video thì hãy tận dụng nó để tăng thu nhập. Điển hình như bạn là người yêu thích nấu ăn, bạn hãy quay lại các clip hướng dẫn công thức nấu ăn, sau đó đăng tải chúng lên kênh YouTube của mình và đừng quên kết hợp thêm hình ảnh âm thanh sống động để nội dung hấp dẫn thêm. Khi kênh YouTube có tối thiểu 1.000 follow và 4.000 giờ xem với nhiều video dài cùng lượt xem tốt thì bạn có thể bắt đầu kiếm tiền bằng quảng cáo được rồi. Và phần 3 trong kiếm tiền MMO đó chính là kiếm tiền bằng mạng xã hội. Facebook có hơn 60 triệu người dùng tại Việt Nam. Và nó được đánh giá là kênh quảng cáo có chất lượng ổn định, tốt. Do đó, bạn có thể xây dựng fanpage theo một chủ đề thu hút người xem. Cụ thể như fanpage review các sản phẩm công nghệ hay sản phẩm phong thủy. Đến khi fanpage có lượng thành viên hàng trăm hàng nghìn lượt, tương tác cao, chắc chắn các công ty hoặc cửa hàng kinh doanh những sản phẩm liên quan sẽ xin đăng quảng cáo lên trang của bạn. Như vậy, bạn đã có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động này. Công việc thứ tư mà mình muốn chia sẻ là chỉnh sửa nội dung và lỗi. Đối với công việc chỉnh sửa nội dung và lỗi, các bạn lưu ý, vị trí công việc này là khó tìm. Bạn chỉ nên nhận công việc này khi biết rõ về nơi tuyển dụng. Tốt nhất là người thân đang làm biên tập viên ở một đơn vị nào đó và tuyệt đối không được đóng bất kỳ phí gì nhé. Chỉnh sửa nội dung tài liệu là điều chỉnh về câu từ để cho ý trôi chảy,
ý nghĩa rõ ràng, cấu trúc, câu phù hợp và không sai lỗi chính tả. Nói tóm lại, bạn phải biên tập nội dung sao cho chúng dễ đọc. Công việc này khá mới nhưng cũng là cách hay giúp bạn chủ động tăng thu nhập trong thời gian rảnh. Tất nhiên, lương sẽ được thanh toán dựa trên số lượng bài bạn chỉnh sửa. Công việc thứ năm mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là dịch thuật online. Công việc dịch thuật là công việc có mức lương khá cao nhưng đòi hỏi khả năng ngoại ngữ của bạn phải tốt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật. Ngoài ra, nếu bạn biết kỹ năng cắt ghép video thì có thể nhận thêm việc dịch vụ và chèn việc sub. Như vậy, thu nhập của bạn sẽ tăng cao hơn. Hiện nay, nhiều công ty quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên chèn việc sub với giá trung bình 100.000 trên một video dài 2 phút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sau đây là những câu nói hay mình gửi tặng các bạn. Thank you.